Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn các kiểu đăng nét phổ biến. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm đăng nét là gì nhé. Đăng nét là hình thức chồng các lớp chì lên nhau để tạo độ đậm. Đăng nét là một phần không thể thiếu của công đoạn đánh bóng tạo khối trong bộ môn hình họa. Tại sao phải đăng nét? Thay vì tô chì hay chà chì để có được độ đậm, thì chúng ta sẽ dùng hình thức đăng nét để tạo độ. Sẽ tránh được trường hợp nét tô bị lem, bị bóng dầu và bị đục độ. Đăng nét giúp cho các lớp chì đánh trở nên trong trẻo hơn vì sẽ thấy được các lớp chì mình đánh trước đó. Từ đó mà nó tạo được chất xốp của chất liệu chì. Đây cũng là cái yêu cầu cơ bản khi các bạn thi môn hình họa để vào các trường kiến trúc và mỹ thuật. Nói như vậy thì các bạn cũng đã đủ hình dung được tầm quan trọng của việc đăng nét chưa nào? Kiểu thường gặp đầu tiên là đăng nét caro hình thoi. Rất đơn giản, đầu tiên là bạn tạo một lớp các nét chì song song trước. Sau đó, đặt lớp thứ hai chém một góc 45 độ là được. Sắc độ sẽ tăng dần đều khi các bạn càng tăng nhiều lớp và nhớ là lớp sau mình sẽ đánh đậm hơn lớp trước nhé. Khi đang nét trên 3 lớp, để tránh trường hợp nét bị bể, các bạn nên thường xuyên chuốt nhọn chì, nhét đầu chì lên và xoay đầu chì liên tục sau mỗi lớp đan. Đan càng nhiều lớp thì sắc độ sẽ càng đậm dần. Nhưng lưu ý, các số B trên cây chì chỉ có một độ đậm nhất định, nên khi bạn cảm thấy chì đang dùng không lên được độ nữa thì hãy đổi sang chì có số B lớn hơn nha. Mỗi B như vậy đánh tối đa là được 5 lớp. Kiểu thứ hai là đăng nét caro vuông. Cũng giống như cách đăng nét caro thôi, các bạn tạo trước một lớp và chỉ khác ở chỗ là lớp sau mình đặt vuông góc với lớp trước. Đăng nét caro vuông bây giờ ít phổ biến, nhưng cũng là một kiểu đăng nét mà các bạn cần phải học khi muốn diễn tả các chất liệu mang tính chất khô cứng. Vì đang rất nhiều lớp, cho nên những lớp tiếp theo các bạn có thể đặt nghiêng một xíu so với hướng vuông góc để tránh trùng hướng nhiều lần dẫn đến bể nét. Lớp sau nên đánh đậm hơn lớp trước. Đăng nét caro vuông thực sự phù hợp với những bạn hay đánh nét ngắn để vẽ tượng.
Kiểu thứ ba là đan nét tự do. Đây là kiểu đan nét kết hợp bởi hai kiểu trước đó mình vừa giới thiệu. Các bạn thỏa sức đánh bóng theo nhiều chiều mà không cần gò bó vào một hướng đánh nào cả. Và đây cũng là kiểu đan nét phổ biến nhất bây giờ. Khi đan nhiều lớp với cách đan nét tự do, đúng như tên gọi, chẳng có gì bó buộc cả. Các bạn thỏa sức đánh nhiều hướng, miễn sao lớp đánh phải trông thật hài hòa. Ngoài ra, các bạn cũng nên ghi nhớ những lưu ý mình có đề cập trước đó. Phần còn lại là các bạn hãy tự trải nghiệm và nêu lên những cảm nghĩ của mình nha. Cuối cùng là những điều cần tránh mà mình muốn các bạn hết sức lưu ý. Thứ nhất là nét bị ngoắt. Đây là lỗi mà các bạn mới học đan nét hay gặp phải. Đó là một phần đầu nét đánh bị ngoắt vào trong, làm cho chỗ bị ngoắt không thanh mảnh và đậm hơn phần đầu còn lại. Thứ hai là đan nét không đều. Đan nét không đều là đánh các nét không song song với nhau, hoặc chỗ thì dày, chỗ thì thưa lớp. Đan nét mà không đều làm cho các vùng cùng sắc độ của bài vẽ bị thay đổi, dẫn đến mất tính hài hòa. Thứ ba là nét đánh bị bể. Điều này xảy ra khi bạn không chuốt nhọn chì khi đánh bóng. Hậu quả là dù bạn có cố gắng như thế nào thì phần đánh bóng đó của bạn cũng sẽ bị đục vì không phân rõ được các lớp đan. Thứ tư là đan nét một chiều. Cách đan một chiều là một kiểu khó đối với các bạn mới học. Nếu không khéo, lớp đánh bóng dở trở thành lớp chà chì và dẫn đến đục độ. Hãy thử với cách này khi các bạn đã thuần thục với ba kiểu đan nét trên rồi nhé. Mình vừa chia sẻ xong các kiểu đan nét chì phổ biến. Nếu các bạn có thắc mắc gì, hãy comment vào phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo cho những video tiếp theo.